Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music. Sau một tuần nghỉ Tết thì mình đã quay trở lại với các bạn. Và sau một kỳ nghỉ Tết dài toàn thịt thà với bánh chưng thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nhạc Slap House như DJ Producer Alok để anh em quẩy cho đỡ béo nhé. Lưu ý Slap House là một nhánh của nhạc House, không phải là nhà pad đâu nhé. Bước 1, làm phần break mà không có Rizzy Bass. Bước 2, soạn drum cơ bản của nhạc house. Bước 3, soạn bassline nặng như kiểu vào mặt. Nếu các bạn chưa nắm được nguyên lý phần mềm cũng như là cấu trúc bassline của Slap House thì với sự chân thành từ trái tim của một nhà giáo nhân dân thì mình khuyên các bạn nên mua bộ video hướng dẫn Slap House từ A đến Z của VBK Music nhé. Link đăng ký nằm bên dưới mô tả. Bước 4, thêm các hiệu ứng. Bước 5, quẩy lên. Quẩy lên anh em ơi. Ây da, quẩy kiểu này rát mặt quá.